Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử đối với bị can Thảo A Khứ, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại bản Ao Cá, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên, vào hồi 12 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2021, tại khu vực bản Sôm, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, Công an huyện Điện Biên phát hiện bắt quả tang Thảo A Khứ đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 4 bánh heroin có trọng lượng gần 1.400 gram heroin. Hành vi của bị can Thảo A Khứ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của nhà nước về các chất ma túy. Quá trình tố tụng tại phiên tòa, bị can Thảo A Khứ đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Thảo A Khứ mức án tử hình.